đi tìm lý do khiến Dương Tử, Triệu Lộ Tư và Giàn Tiểu Hoa trẻ bây giờ bị đánh giá nhan sắc kém hơn Giàn đàn chị. Hóa ra ngoài gu thẩm mỹ màn ảnh thay đổi, còn bởi phụ thuộc quá nhiều vào Photoshop. Nếu để ý Hoa ngữ đủ lâu, chắc hẳn mọi người sẽ dễ dàng nhận ra dàn sao trẻ đang khuấy đảo hiện nay như Dương Tử, Triệu Lộ Tư hay Bạch Lộc đều bị khán giả xếp vào hàng tứ đại phổ nữ nhỉ. Nếu nhìn lại dàn sao ngày xưa như Châu Tấn hay Trương Tử Di, thậm chí là dàn Tiểu Hoa sau 85 là Lưu Diệc Phi và Dương Mịch thì ai cũng sở hữu ngoại hình được nhiều người mê. Vì sao có sự chênh lệch đến thế? Hóa ra là vì ba lý do đó. 1. Tư bản kiểm soát làng phim. Ngày xưa, các đạo diễn lựa chọn diễn viên dựa vào nhân vật trong kịch bản và cảm giác ống kính. Thế nên, dàn sao nữ thường mang vẻ đẹp điện ảnh rất cao cấp, vừa ăn hình lại vừa có góc cạnh ấn tượng. Với ưu thế đó, họ có thể cân được mọi ống kính, ngay cả người qua đường chụp lén cũng chẳng thể dìm được nhan sắc. Bây giờ, giới tư bản đã can thiệp rất sâu vào làng phim Hoa ngữ. Họ không để tâm đến giá trị nghệ thuật mà chỉ chăm chăm vào việc kiếm lợi nhuận. Thay vì tìm kiếm những người có năng lực điện ảnh thật sự thì giới tư bản lại hùa theo số đông, chỉ cần có fan, có lưu lượng hay có nhiều tiền là sẽ được ưu ái, lăng xê nhiệt tình. Dần dần, những gương mặt điện ảnh có tài năng thực sự đành ngậm ngùi làm nền, nhường chỗ cho những đứa con tư bản không được đánh giá cao về giao diện và thực lực. 2. Gu thẩm mỹ thay đổi. Vào thời đại của tứ đán song băng, dàn đại hoa đán đều chinh phục khán giả quốc nội lẫn quốc tế vì mỗi người mang một nét đẹp khác biệt, vừa có ngũ quan vượt trội lại vừa có khí chất đặc biệt. Nhờ thế mà họ dễ dàng tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Ví dụ như Châu Tấn có linh khí, Trương Tử Di là sự quật cường, Triệu Vi mang nét đẹp quốc dân, Phạm Băng Băng đại diện cho dung mạo diễm lệ. Ngay cả Lý Băng Băng người có ngoại hình thua chị kém em nhất cũng sở hữu nét sang chảnh của một nữ cường. Sang đến lứa Tiểu Hoa sau 85, dòng phim cổ trang thần tượng và tiên hiệp rộ lên. Thế nên gu khán giả khi đó là phải đẹp dịu dàng mong manh lại mang thêm nét tiên khí để dễ nhập vai thần tiên. Ví dụ như Lưu Diệc Phi, Đường Yên, Lưu Thi Thi, Dương Mịch đều có ít nhất một tác phẩm bạo thuộc đề tài này, chinh phục khán giả bởi vẻ đẹp thoát tục cùng khí chất sang trọng. Sang đến lứa Tiểu Hoa 95, các tác phẩm thần tượng ngọt sủng lên ngôi, nhất là sau sự bùng nổ của Triệu Lệ Dĩnh với hình tượng ngốc bạch ngọt đình đám trên màn ảnh. Thế nên, các đạo diễn cũng đổi gu, dành sự ưu ái cho những sao nữ sở hữu vẻ đẹp bầu bĩnh, thơ ngây và đáng yêu. Đó là lý do mà Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Ngu Thư Hân hay Điền Hi Vi nổi lên nhanh chóng. Tuy nhiên, đặc trưng của những người sở hữu nét đẹp ngọt ngào là ngũ quan chỉ dừng ở mức thanh tú mà thôi, nếu không có kỹ thuật diễn vượt trội thì khó mà nâng tầm dung mạo được. Đó là lý do họ bị đánh giá là kém xa đàn chị, cũng thiếu vẻ đầy các sang trọng. 3. Phụ thuộc công nghệ trang điểm và Photoshop. Theo sự phát triển của công nghệ trang điểm và lạm dụng Photoshop hay filter, người ta chẳng còn đặt yêu cầu cao về nhan sắc thật của nghệ sĩ nữa. Chỉ cần tìm được stylist giỏi trang điểm, chi tiền cho nhóm hậu kỳ phủ những lớp filter thật dày hay dựa vào công nghệ Photoshop để cà da, bóp mặt, sửa dáng lông mày để diễn viên hoàn mỹ hơn là được. Điều này đã vô tình khiến dàn diễn viên trẻ trở nên làm biếng. Thay vì tập trung vào việc cải thiện, nâng cao bản thân thì dàn sao Hoa ngữ lại giao phó việc đẹp hơn cho nhân viên hậu kỳ, gửi gắm mọi thứ cho stylist của mình. Và người ta tin rằng đó là lý do mà dàn sao trẻ bây giờ có ngoại hình và khí chất kém xa lứa đàn chị.